ăn cái gì xong dính lên đây? Con ăn trứng. Trứng á? Ai cho đấy? Bác mái cho. Bác gì? Bác mái. Bác mái á? Vâng. Muốn làm nhà ở đây không? Không biết. Nếu như mà để như ông bảo là bằng cái tấm ván thì không thể. Cái này ông có nó bắt câu. Nếu mà kiếm được thì giá là 386. Đây xuống với đốt nổ rồi cho cái nhà ông tâm của 26. Nếu mà thế là giá là cảm ơn rất nhiều cho bà và các cháu. Kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cồn Núi. Hôm nay thì tên đang ngồi cùng với ông đây. Chia sẻ với các bác một chút thì quý khán thính giả có nhờ tên là hỏi ông xem là nếu trường hợp mà có tiền làm nhà thì liệu có đất để làm nhà không hay là làm ở tại đây. Vâng, thì trước tiên là cảm ơn bà. Hiện tại thì bà cũng đang muốn giấu tên các bác ạ. Thì tên sẽ không nói tên của bà ở đây. Và cũng muốn là chia sẻ cùng với ông để xem là cái dự định của ông và cái mong muốn của ông xem như thế nào. Đấy. Bà đang muốn hỏi là nếu trường hợp mà có đủ tiền để làm nhà thì ông làm ở cái nền nhà cũ hay là mình sẽ đi làm chỗ mới? Sao nào? Nếu mà đây là công á, nhưng mà bây giờ cứ làm ra thì gió rất to. Vâng. Đây là bác kho an toàn. Vâng. Nó trở lại chỗ khác. Vâng. Vâng. À. Trở lại chỗ khác. Nhưng mà ông tức là xác định là ở dưới này. Vâng. Nhưng mà trước Tết thì ông cứ đưa cháu không cứ đi khảo sát một tí nếu mà. Vâng. Bác câu nhiều á. À. À, bác câu rất nhiều. Đấy, nhưng mà bây giờ nó ông chỉ có xác định cứ làm ở gần đưa đấy thôi. Vâng. Nếu mà câu chỉ có mấy ít nữa. Vâng. Thế là làm cái chỗ này thì nó công rất nhiều. Vâng. Nếu mà đây là cái chỗ cũ này thì vẫn được. Nếu mà bởi vì mà đây rất là cao. Thế thì gió mạnh lắm. Nó không an toàn. Vâng. Thế thì như thế nào thì bây giờ hai cháu mình đi xem cái chỗ kia nhỉ? Vâng. Ông có đi được không? Vâng, đi được. Đi được. Vâng. Đây. Mời quý cô anh chị theo chân hai cháu đi xem cái chỗ miếng đất mà ông đã chia sẻ đang muốn làm cái nhà ở tại cái miếng đất đó. Sao lại không muốn làm ở chỗ cũ để ông? Nếu mà chất này thì cao quá. Cao quá. À, cao quá thì không an toàn. Không an toàn. Nó to à? Cơ bản là ở đây. Em có để mà em chỉ là ba độc thế. Đóng sợ cái vật liệu chuyển lên đây nó xa. Cái chỗ miếng kia, đất kia chỗ nó có đẹp không? Nó ở gần đường không? Gần đường. Nhưng mà cái nền nó cũng bằng không? Cháu chỉ sợ là cái nền nó cao quá thì bị chắn đất cho ông đấy. Đây là cái mộ các bạn. Người Mông có lúc là khó nhận biết. Đây ông thì kinh nghiệm làm cái nền đá này thì tiền cũng không có nhiều, bởi vì là đá là một bài học cho Tuyên ở bên kênh của Tuyên ấy, làm cho hai chị em một cô thì ở bên đó làm cái nền đá nhưng mà nó lởm chởm và đá nó to hơn rất là nhiều so với ở đây anh em. Gần như không có đất, nhưng bên này thì khá là nhiều đất, có lẽ là chỗ này làm nó cũng lớn hơn. Theo anh Cưng thì chỗ này có được không? Chỗ này thì gần đường nó có tiện thôi, nhưng mà làm sao để mà mình vẫn có một cái khoảng tiên đằng trước một chút thì anh nghĩ là sẽ làm được vừa đáng, còn thì khá là cái chỗ kia là cũng chạm được. Nhưng cái này thì nó thực sự nó cũng không quá là khó đâu, bởi vì theo kinh nghiệm trước thì em làm cái nhà hai chị em này đá nó như này, em phá là nói chung là nó rất là nhiều công,
thức ăn, những khoản phát sinh thêm như đồ đạc rồi. Xây cao ở đây thì lại phải tìm đất để đổ vào. Khó. Không hề đơn giản đâu. Làm giải đấy. Làm giải. Nhưng mà nói chung là có kinh phí thì sẽ giải quyết được. Và anh em sẽ cùng nhau góp ý, tư vấn, cố vấn cho nhau thì chắc là cũng sẽ vẫn giải quyết được thôi, nếu như bà con ở đây mà giúp đỡ được về phần nhân lực các thứ thì ở đây liệu bà con, ví dụ như trường hợp mà mình làm thì bà con họ có nên giúp đỡ được không? Bà con thì có. 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 Ở đâu cũng vậy thôi, do cái cuộc sống ở trên vùng cao thì luôn luôn là nó là cái cộng sinh ấy, cộng sinh. Bà con luôn luôn là kiểu như là lấy công ấy, hôm nay hộ nhà tôi thì ngày mai nữa. Ông có việc thì tôi lại hộ nhà ông, kiểu như thế thôi. Nói chung là nó cũng thương về như kiểu ở dưới kia thì đa số là thuê, các chú ở đây thì họ vẫn cộng sinh mà vẫn giúp đỡ nhau, vẫn đỡ đần nhau trong những công việc mà làm những cái việc lớn, đặc biệt là làm nhà. Được như thế thì tốt quá. Ra là bản thân anh thì chưa được làm cái dự án nào cả, cũng chỉ đang đi đồng hành cùng các kênh thôi, và có những công việc mà liên quan đến nghề thì vừa có thể là quay video chia sẻ, vừa là làm cái công việc của mình thôi. Đấy, còn nếu mà nhờ được bà con thì là cái điều tuyệt vời nhất rồi. Đỡ thứ nhất là đỡ mất cái khoản chi phí thuê người. Thứ hai là cũng mang một cái ý nghĩa rất là lớn, giúp đỡ những người khó khăn. Nếu mà ông nhờ được, nếu mà sau này mà có kinh phí mà làm được như thế mà cái phần đổ đất rồi phần và em cũng đang tưởng tượng ở trong đầu rồi. Chơi cái đá này mình sẽ, nếu mà trường hợp mà có kinh phí để làm ấy, mình sẽ là tôn ở chỗ này, ở dưới này lên cao lên một chút, sau đó là mình sẽ đập những cái đá này xây thành cái bờ kè ở dưới này lên, sau đó là dồn hết cái đá này đổ đắp ở đây. Thực ra cái chỗ này nó không nhiều đâu anh. Đá này nó không phải là đá quá cứng đâu. Đá này nó không xong với không kia đâu. Chắc là không nổi thì ông mà đó. Đó cho người ta. Đó, đòn đó ví dụ cho xong người ta thôi. Và cái mà bà được thì câu. Đấy, có bà ngàn, bà cái này thôi. Là nó sẽ đánh quá được thôi. Đấy, nhá mày. Đây thì cứ dòng mát khoan. Đấy. Dòng mát khoan, khoan từ đó. Đấy. Nhưng mà đất ở xung quanh hết, ở bên này là của mình hết chưa? Vâng. Bên trên này có phải của mình không? Vâng, tất cả phải. Vâng. Đấy. Thì đây thả đây cái chút kia mà cái đá là bắt đầu tất cả cái thông xuống. À, từ chỗ cây sa mộc đấy xuống. Vâng. Nếu mà người ta có tòa 6 triệu. 6 triệu. Vâng, 6 triệu. Ừ. Tức là xử lý hết cái món đá này là người ta đòi 6 triệu. Vâng, đòi 6 triệu. Thế là cái bà mặt bằng sau này sẽ phải cao hơn không ạ? Vì cái độ dốc này, độ dốc từ đây xuống kia nó tương đối lớn. Nhìn mắt thường nó vậy thôi, còn nếu mà để đánh cốt nhá, Tuyên nhá, để đánh cốt từ đây xuống kia nó phải chênh nhau đến khoảng tầm 80 phân. Đúng rồi. Đấy. Nó sẽ cao lên đấy. Nên là nếu mà mình làm được ở cái tầm này là tốt, sau này mặt bằng nó chỉ cần nó lên tới đây là cũng là đẹp. Hoặc là cũng nên thể bằng này. Đấy. Bởi vì là nếu như theo ông chia sẻ thì khối lượng đá ở cái chỗ này ấy mà cắt xuống dưới này thì nó chỉ tôn bằng cái chỗ này lên thôi, còn nếu như mà để như ông bảo là bằng cái tấm ván thì không thể, bởi vì là nếu mà xử lý như thế thì tương đối là chi phí cực kỳ nhiều. Đúng rồi. Chi phí về nhân lực kia, về nhân lực nhân công nhiều lắm. Cháu nghĩ là làm đến phần này cũng là tương đối là đẹp rồi. Còn nếu mà lưng tựa đây, quay ra kia thì cái chân nó sẽ hẹp lại. Nhưng mà mình sẽ phải thiết kế lại.
cao lắm trước. Nhưng mà cửa thì quay sang bên này em thấy nó có thế nào anh ạ? Nó bị ngược hướng. Tại vì cửa là... đây thì đấy, buổi chiều hướng Tây, gọi thẳng vào cửa. Tất nhiên là quay về hướng này nó làm cái hợp lý thôi, lưng tựa vào núi. Cửa nhìn ta phía thoáng. Nhưng mà vấn đề là Tuấn nghĩ là cái đá này sẽ tuyệt đối là làm giải này, thì tốn công đủ sức. Như em làm bên kia thì cái đá nhiều hơn rất là nhiều so với ở đây. Khối lượng đá nó rơi vào khoảng độ gần 60 khối. Nguyên cái móng thôi. Vừa đục, vừa xếp, vừa xây. Rồi là nền tất cả trong là cho toàn bộ đá. Đến nỗi mà gia đình của chú có ít mỗi đất, ông phải bỏ ra ngoài, ông không cho vào nền mà cho hết cả đá. Chắc cực kỳ luôn, nhưng mà nó rất là tốn công. Có những hôm em phải mua thức ăn cho 50 đến 60 người ăn trong một ngày đấy. Không đơn giản. Nhưng mà bà con ở đấy họ rất là nhiệt tình, họ đến làm rất là sớm. Họ đến làm từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, tức là họ không nghỉ ấy, làm liền luôn. Rất là mừng khi mà được sự giúp đỡ của quý cô bác anh chị gửi tiền cho gia đình hai chị em một cô chị. Trong hàng xóm ở đấy họ cũng rất là mừng, rất là vui vẻ đến hỗ trợ hết mình. Làm từ đầu đến cuối cho đến lúc xong trong cái nhà ấy, bà con họ cũng rất là hỗ trợ. Đợt rồi của em thì không nhờ được nhiều, nhờ được có 1-2 buổi. Đến nói chung là của em thì nó không biết đi đủ công, nên tôi gọi với lại là đúng vào cái dịp đầu năm. Nhìn như kiểu lá ngón đấy nhỉ, giống lá ngón đấy. Rất là giống lá ngón các bạn. Nhưng mà chắc không phải đâu nhỉ? Không phải đâu. Cái này cây gì? Không phải. Lá nó gần giống lá ngón, nhưng mà cái lá ngón thì nó sẽ dài hơn. Có kinh phí làm thế này thì đẹp hơn đấy kia. Chắc lẽ là sẽ phải cân đối, bởi vì là nếu như tính lại, để Tuyên cũng chia sẻ lên đây một cái thước phim. Đó là một mảnh đất của ông. Ông đang muốn gia đình này sẽ làm ở đây. Thì trước tiên là muốn hỏi ý kiến của quý cô bác chị và quý khán giả, để quý khán giả góp ý cho Tuyên và kênh, để xem là so sánh giữa cái nền nhà mới và cái nền nhà cũ có sự so sánh với nhau, để xem là kinh phí làm lên một cái mặt bằng thì cái nào sẽ tốn kém hơn và cái nào tiện lợi hơn, cái nào tốt hơn, thì Tuyên sẽ cân đối và tiến hành cái đó. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì theo như chia sẻ của cô thì cũng chưa, cô chưa có gửi tiền cho Tuyên, thành ra là cũng rất là khó để mà tiến hành hay là bàn bạc đến hồi kết. Muốn chia sẻ lên cái thước phim này để cho quý khán thính giả xem và có cái góc nhìn rộng hơn về căn nhà dự định của hai ông cháu. Còn về cái căn nhà cũ của ông ấy, nếu mà giả sử có dỡ ấy, để lấy cái mặt bằng làm móng ấy, thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm trên dưới 10 triệu. Đấy, bởi vì cái tường nhà ấy thì vẫn còn hai cái bức tường đất. Sau đó là cái mái nhà thì nó thực sự với các bác thì để mà trèo lên dỡ cái tấm bờ rô thì rất là khó. Còn để đập xuống thì cũng rất là phí anh ạ. Sẽ phải tận dụng và giữ lại những cái đấy để sau này có làm những công việc khác thì làm. Dạ. Nhưng mà nó đâu nó cũng vào đấy thôi. Thứ nhất là đường vận chuyển vật liệu lên đấy nó xa. Mất, sẽ mất nhiều công. Chuyển được xuống đây thì nó sẽ cực kỳ tiện lợi. Tiện lợi và ở bên dưới này em thấy cảm giác, có một cảm giác ở bên dưới này nó thoáng hơn. Thoáng hơn chứ. Thoáng hơn. Là sạch sẽ hơn. Bên dưới này sau này mà đường xá mà nó ổn thì sau này cái việc thuận lợi cho Tuấn Anh đi học cực kỳ thuận lợi. Và ông cũng đỡ vất vả đi nhiều. Thực ra trên kia thì theo anh nhìn thấy thì gần như là cái ngôi nhà đấy có dỡ bỏ ra thì những cái dùng được thì chắc là chỉ mấy cái tấm bờ rô đấy để sau này có làm chuồng trại gì thì làm rồi, thôi. Che, còn là, những che cái cây que thôi. Đấy thì cũng chỉ làm những cái việc bình thường, củi tiếp. Củi đốt thôi. Hoặc là làm chuồng trại thôi, không tận dụng được cái gì hết. Mà thuê mất công dỡ này. Sau đấy là công vận chuyển vật liệu từ dưới này lên
cả một vấn đề. Và nếu mà từ đây lên chỉ bằng sức người thôi. Đúng rồi, cũng là bằng sức người thôi. Những cái tập phim mà Tuyên chia sẻ thì cái con đường mà từ dưới đường to mà trèo lên đến nhà ông thì nó cũng mất đâu đấy khoảng hơn 100 mét. Nhưng mà đi mà rất là dốc, khó các bác ạ. Nó dốc. Đấy. Để mà đi xe máy mà chở được bằng xe máy cũng khó. Ôi chắc là sau này chỉ có gùi thôi. Nổ máy ở dưới, vừa nổ máy chưa kịp ga nó đã hết đường rồi. Vẫn phải di chuyển đường bộ một đoạn nữa. Vì cái đoạn từ dưới này lên đến nhà ông là không đi xe máy được. Với lại cái nền nhà ông thì chia sẻ với các bác một chút là cái móng ấy thì trước đó ông làm thì chỉ xếp đá thôi, còn ở trong thì nó có dấu hiệu lún xuống rồi. Thì nếu mà trường hợp mà làm móng nhà thì nó sẽ không được chắc chắn như ở dưới này. Vì là cái nền đấy tôn cao quá. Tôn cao quá thì ra là nó không chắc. Nếu trường hợp mà mình làm nhà thì sẽ phải đào xuống dưới sâu xuống dưới để lấy cái nền đất cứng dưới. Thật ra nó rất là khó. Còn ở dưới này thì dưới này là chắc rồi. Vật liệu tập kết đây là chỉ việc xây thôi, mọi thứ nó đều thuận tiện. Thì anh nghĩ là ở dưới này sẽ hợp lý nếu có những cái khoản trợ duyên kịp thời để mà cái đất này là nếu mà có kinh phí là phải mua à chưa? Đất này này hay là đất của ông? Đất này là đất của ông anh ạ. À, đất của ông. Đất à, của ông. Ôi, thế thì còn gì bán? Tức là nhà ông hai cháu thì về đất thì không phải lo rồi. À. Có hai sự lựa chọn, một là ở đây, hai là trên kia. Có hai sự lựa chọn và đất cũng không phải làm nhiều. Tôi nghĩ là cái nền này để mà làm thì cũng không quá là nhiều đấy. Anh tưởng là phải mua cả miếng đất này thì mới là vấn đề, chứ còn nếu mà để xử lý cái miếng đất này em đang cái móng thì anh nghĩ là không có gì phức tạp. Được. So với kinh phí mà dỡ tháo dỡ và vận chuyển vật tư vật liệu lên trên kia thì cái này nó sẽ giảm đi chi phí hơn nhiều, và cái thứ hai nó là thuận lợi thuận tiện về đường đi lối lại. Cháu của ông thì sau này cũng phải lớn lên đấy, làm sao cho nó thuận tiện nhất có thể thì là phải tốt thôi. Em thì cũng muốn chia sẻ lên theo cái yêu cầu của bà giấu tên, muốn tài trợ cho hai ông cháu, nhưng mà bà chưa có biết được là hai em chưa có lịch để mà tiến hành tìm đất hay là làm nhà. Bởi vì qua những cái thức phim mà anh em chia sẻ ấy, thì cái sự trợ duyên của hai ông cháu là cũng chưa nhiều, chưa đến tính đến cái bài là sẽ làm nhà cho hai ông cháu đâu. Nhưng mà bà có yêu cầu là đi khảo sát đất và có hình ảnh cụ thể để bà xem xét, rồi bà sẽ hỗ trợ cho hai ông cháu. Bà giấu tên, hiện tại Tuyên vẫn chưa nhận được kinh phí từ bà, nhưng mà theo như yêu cầu của bà thì hôm nay Tuyên đi và chia sẻ cho bà biết được là đây là cái miếng đất của ông, và dự định tới này nếu như có kinh phí làm nhà thì ông muốn là sẽ làm ở đây hoặc là trên kia. Nhưng trên kia thì nó, quý các bác anh chị, nó có nhược điểm rất là nhiều và cái đường đi lối lại nó cũng rất là khó khăn. Theo như mong muốn của ông thì cũng muốn xuống đây để làm ở dưới này, nó thuận tiện cho việc đi lại là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái công sức bỏ ra làm cái nền móng này nó cũng không quá nhiều so với ở trên kia. Như vậy là chi phí nó giảm đi đấy. Chi phí nó giảm đi rất là nhiều. Như ông cũng mong muốn là sẽ được làm ở đây đúng không? Vâng. Xin cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi những cái thức phim mà Tuyên chia sẻ, thì mong quý cô bác anh chị là bình luận comment ở bên dưới để góp ý cho Tuyên cùng với ông để xem là cái nào thật sự hợp lý hơn. Thì mong quý cô bác anh chị là đóng góp ý kiến để Tuyên sàng lọc và đi đến quyết định cuối cùng. Sau đó là cần sự trợ duyên của bà nữa để hoàn thiện nốt cái công việc tới này. Chắc có đây là thế thôi nhỉ. Ông có muốn nói không? Cái này ông có nói một câu. Nếu mà thiết lập thì giá là 386 đây xuống với đốt nổ là cho cái nhà tông của ông cháu. Nếu mà thế là giá là cảm ơn rất nhiều cho bà và các cháu. Đấy, các bạn thấy rất là có nhiều thứ. Đấy, và cái số tiền lớn thì ông cũng không biết nó cả bà hay là cả cháu.
các cháu. Chào các bác đi, Tuấn Anh. Con chào các bác. Đi học về à? Đi bộ đi à? Đang ăn, vừa ăn cái gì xong dính ở đây? Con ăn trứng. Trứng á? Ai cho đấy? Bác Mái cho. Bác gì? Bác Mái. Bác Mái á? Bác Mái ở đâu? Ở dưới trường. Ở dưới trường à? Hôm nay anh đến cùng với các bác ở đây trao gạo cho hai cháu để ăn. Thì qua một thời gian ngắn ấy, có một bác là muốn tài trợ cho hai ông cháu để làm nhà. Cháu Tuấn Anh, em có muốn ở đây không? Chỗ này rộng đấy. Muốn làm nhà ở đây không? Không biết. Không biết à? Phải biết chứ. Hay là thích làm ở trên kia, chỗ nhà cũ kia? Hay làm ở đây? Nó là ở đây. Ở đây mới còn được. Nói chung là Tuấn Anh thì còn rất là nhỏ tuổi. Để mà tính toán hay là nhận thức được cái vấn đề đó thì còn phải chục năm nữa nhỉ ông nhỉ? Vâng. Anh công ạ, em đang tính là cái chỗ này với lại là trên kia thì nếu giả sử có làm cái nhà thì một trong hai chỗ này thì anh tính dự toán thôi. Ở đây làm, nếu mà làm từ cái móng lên đến hết cái nhà xong cái nhà ấy thì dự toán nó khoảng bao nhiêu tiền thì đủ anh? Bây giờ thứ nhất để dự toán ấy, bây giờ thì phải cái quãng đường mà di coi như là chở vật tư vật liệu vào đây ấy, nó có gọi là cái công cước vận chuyển ở đây nó có cao hay không này, và em sẽ định thiết kế nhà khoảng bao nhiêu mét vuông. Dạ, nhà thì cũng như cô bác anh chị chia sẻ thì chỉ hai có hai ông cháu thôi, mấy lại là sau này có Tuấn Anh có lập gia đình thì cũng chỉ tính như vậy thôi, không có nhiều. Thì bà cũng có nói là khoảng 40 mét vuông đấy, cộng với lại 2 mét nữa, tức là chiều ngang sẽ phải làm 10 mét, nó rơi vào khoảng 50 mét vuông các bác ạ. Rơi vào khoảng 50 mét vuông cả bếp cả nhà. Rồi đấy, 50 mét vuông cả bếp cả nhà, có cả công trình phụ. Đúng rồi, có cả nhà vệ sinh, có nói chung là đầy đủ tiện nghi để mà sử dụng. Khi mà anh em làm thì cũng mong muốn là đầy đủ tiện nghi ở trong nhà để sử dụng một cách thuận tiện nhất, để tránh trường hợp là làm xong nhà nhưng mà cái khu vệ sinh không có thì rất là khó. Nói chung là mình sẽ anh em mình đi chợ Duyên, và những cái ngôi nhà mà ví dụ như Tuyên đã làm hay là hiện tại đến bây giờ như cái dự án của Thâm đang làm và anh cũng đang đồng hành thì sẽ có đầy đủ, và mình sẽ phải đổi mới đi. Mình không làm những cái vệ sinh riêng biệt ở ngoài nữa, vì ông thì cũng có tuổi rồi. Đấy, đi đêm hôm mà đi ra ngoài nhỡ không may cái gì đấy thì sẽ rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là làm theo cái tự ngoài rồi những vệ sinh như anh em những người đã làm thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, thế còn bây giờ để mà lên cái dự toán như thế này ấy thì mình không thể án được. Mình cái gì mình cũng phải có căn cứ, đúng không ạ? Mình hỏi xem một chuyến xe chở một khối bột đá, chở một khối đá, chở một tấn xi vào đây nó là bao tiền, và cái kinh phí để mà xử lý cái nền móng này, cái móng này thì anh nghĩ là nó sẽ không hết đáng, nó sẽ không ngốn quá nhiều kinh phí. Và hai nữa là mình chỉ làm cho khoảng tầm từ 50 mét vuông quay đầu thì kinh phí sẽ không nó sẽ không tốn như những ngôi nhà trước. Ví dụ như ngôi nhà em đã làm là do hai chị em đấy là ngốn một cái móng quá nhiều, đúng không? Và đến bây giờ như ngôi nhà của lũ em cũng sẽ tốn một cái móng khá là nhiều, vì móng sẽ làm tương đối là cao. Đấy, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên là nếu mà có những cái sự trợ duyên của các bác ấy qua kênh của Tuyên chia sẻ, cũng mong muốn là kêu gọi những cái sự trợ duyên cho hai ông cháu để có cố gắng làm một cái ngôi nhà cho hai ông cháu gọi là nó khang trang một chút ấy. Đấy, thì là nếu mà khi đã có nhận được những sự trợ duyên rồi thì anh em sẽ ngồi lại, mỗi anh em sẽ có góp đóng góp một ý kiến làm sao nó đảm bảo, vừa đảm bảo về chất lượng, nó lại vừa đảm bảo về thẩm mỹ và vừa về công năng sử dụng. Đấy, và cái thứ ba nữa là về ngân sách, làm sao cho hợp lý, cùng một khoản tiền anh em mình có thể làm được nhiều việc, đó là cái việc ý nghĩa hơn. Đấy, thế còn bây giờ mong muốn là chia sẻ của Tuyên hôm nay thì đấy, các bác thì cũng đã nghe hết rồi,
em Công thì cũng chỉ là đồng hành cùng Tuyên thôi. Hôm nay đi lên chơi với hai ông cháu và cũng nhân tiện là cùng Tuyên bảo là đi cùng em đi khảo sát cái mảnh đất này và có những cái gì trong tầm khả năng hiểu biết thì sẽ đóng góp ý kiến. Mong muốn là các bác có thể xem được những video, những cái lời chia sẻ của Tuyên để có thể có những sự trợ giúp kịp thời cho hai ông cháu là cái điều quý rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Tuyên cũng mong là qua những cái thước phim của Tuyên chia sẻ thì mong quý cô bác anh chị là chia sẻ thật nhiều để cho những người mà đang và sẽ giúp đỡ cho hai ông cháu, kịp thời giúp đỡ cho hai ông cháu một cái căn nhà khang trang, sạch sẽ và một cuộc sống cho hai ông cháu tốt hơn. Chắc có lẽ là cái thước phim này của Tuyên kết thúc ở đây thôi. Một lần nữa thì Tuyên xin cảm ơn quý cô bác anh chị và tất cả mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.